Để chủ động phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bên cạnh công tác quản trị điều hành, đầu tư nâng cấp lưới điện, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại, truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng chống thiên tai, vừa qua tại thành phố Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn cấp tổng công ty năm 2024. Với 15 tình huống giả lập dành cho các đội thi, chương trình diễn tập là các công việc điển hình mà công nhân ngành điện thường phải thực hiện, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Các đơn vị tham gia diễn tập được trang bị sẵn sàng bảo hộ lao động, dụng cụ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ làm việc, phương tiện làm việc. Công tác diễn tập được thực hiện trên lưới điện của Sơn La, qua đó đánh giá sự phối hợp trong việc huy động nhân lực nội bộ tổng công ty tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và quy trình an toàn trong quá trình thực hiện. Thông qua hoạt động diễn tập nhằm tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, ứng phó, công tác chỉ huy phòng chống thiên tai, triển khai phương châm 4 tại chỗ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố, rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện công việc trên lưới điện, thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố do thiên tai gây ra, đồng thời nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao chất lượng công tác phối hợp và huy động các nguồn lực.